Sát Thủy sẽ trả tiền học phí cho các phụ huynh như thế nào? Trước làn sóng biểu tình đòi quyền lợi, đòi học phí liên tục, Chủ tịch Apex Leaders Nguyễn Ngọc Thủy đã có cuộc đối thoại với phụ huynh học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Sát Thủy khẳng định sẽ nhanh chóng thực hiện tái cấu trúc một số trung tâm, đồng thời hoàn lại học phí cho các phụ huynh có nhu cầu trong thời gian tới. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh học sinh vẫn vô cùng phẫn nộ và tỏ ra không tin tưởng vào những lời hứa hẹn này của Sát Thủy. Vậy, Sát Thủy sẽ lấy tiền ở đâu ra để trả nợ cho các phụ huynh như đã hứa? Phụ huynh bức xúc. Chiều 15 tháng 3, khoảng 150 phụ huynh có mặt tại trung tâm Apex Leaders, chi nhánh Him Lam, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với Sát Thủy, hay ông Nguyễn Ngọc Thủy, tổng giám đốc công ty cổ phần Anh ngữ Apex. Ông Nguyễn Ngọc Thủy chia sẻ với phụ huynh về nguyên nhân dẫn đến việc Apex Leaders gặp phải khó khăn và phải đóng cửa trong thời gian vừa qua. Theo đó, ông Thủy cho rằng dịch Covid-19 đã gây ra những khó khăn, khiến cho Apex Leaders không thể cầm cự duy trì hệ thống. Ông Thủy cũng thừa nhận, khi đóng cửa các chi nhánh, nhiều nhân viên của Apex Leaders nghỉ việc nên gián đoạn thông tin với phụ huynh. Điều này dẫn đến nhiều bức xúc. Ông Thủy xin nhận trách nhiệm vì đã để những chuyện như trên xảy ra, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và phụ huynh Apex Leaders nói chung. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, nhiều phụ huynh thẳng thắn cho biết đã không còn lòng tin đối với Apex Leaders. Ông Trần Văn Nghiêm đang có con theo học ở đây, cơ sở Nguyễn Thị Thập, quận 7, cho biết hiện tại ông đang đại diện cho hàng trăm phụ huynh khởi kiện Apex Leaders với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đã nhận được nhiều lời hứa hẹn mà không được hoàn học phí, con thì không được đi học. Ông Nghiêm khẳng định bản thân ông và nhiều phụ huynh khác không muốn cho con tiếp tục theo học trung tâm, cũng không quan tâm tới quá trình tái cấu trúc của Apex Leaders mà chỉ muốn lấy lại tiền học phí đã đóng. Đại diện nhóm phụ huynh, ông Nghiêm đề nghị phía Apex Leaders tổ chức một kênh riêng để kết nối với các phụ huynh muốn hoàn phí và nêu rõ lộ trình hoàn phí cụ thể để cho phụ huynh nắm rõ thông tin. Chị Nguyên Hương có con đang theo học ở Apex Leaders cơ sở Him Lam cũng bức xúc. Bản thân tôi là một người mẹ đơn thân nuôi con, vì muốn con có điều kiện học tập tốt nhất nên đã đi vay tiền để đóng học phí tại Apex. Thế nhưng, hiện tại con tôi không được đi học mà tiền thì không còn, mỗi tháng tôi còn phải trả lại ngân hàng. Chị Hương cho biết, chị đóng hơn 96 triệu đồng học phí cho con, nhưng con không thể đi học do trung tâm đóng cửa. Chị làm đơn xin rút số tiền còn lại là gần 70 triệu đồng, nhưng từ tháng 10 năm 2022 đến nay chưa nhận được. Tương tự, chị Trương Thị Mỹ Linh có con học tại Apex Leaders cơ sở Tên Lửa, được chuyển qua học tại cơ sở Him Lam, khẳng định rằng chị và nhiều phụ huynh khác đã rất thông cảm cho sự khó khăn của Apex Leaders. Chị Linh nói, giáo trình của Apex là giáo trình photo đen trắng, có những buổi học cũng không đảm bảo được chất lượng do thiếu giáo viên. Thậm chí khi được thông báo chuyển cơ sở học tập cho con, tôi cũng rất thông cảm. Thế nhưng tới hiện tại chưa thấy động thái tích cực nào từ phía Apex. Chị Linh cho biết thêm, chị đã đóng học phí cho con theo học Apex Leaders trong 3,5 năm với số tiền 126,4 triệu đồng, được tặng thêm 1,5 năm học. Tuy nhiên hiện tại, con chị mới chỉ học 51 trên 427 buổi, tương đương với gần 40 triệu tiền học phí. Chị vẫn còn tới hơn 80 triệu đồng tiền học phí chưa được hoàn về, dù đã chủ động làm mọi thủ tục với phía Apex Leaders. Apex Leaders cần thời gian. Trước bức xúc của các phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Thủy cam kết rằng Apex Leaders sẽ quay trở lại từ ngày 21 tháng 3 và đảm bảo diện mạo, cam kết về chất lượng và môi trường học tập tốt nhất. Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 4 cơ sở và một số cơ sở khác ở các tỉnh. Với những học sinh ở cách xa điểm, Apex Leaders sẽ có phương hướng để các cháu học online, ông Thủy cho biết. Tiếp đó, Apex Leaders sẽ làm việc với những phụ huynh muốn rút học phí, tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian, ông Thủy nói. Để làm một lúc hai việc, mở cửa lại và hoàn trả học phí thì rất khó. Chúng tôi cần sự bao dung từ phía phụ huynh. Ông Thủy cho biết cuối tháng 3, đơn vị này sẽ có một văn phòng riêng giải quyết về vấn đề rút học phí. Phụ huynh sẽ được xác nhận số buổi, số tiền và lộ trình rút. Còn nếu phụ huynh đồng ý thì sẽ thực hiện hoàn phí theo lộ trình. Nếu không, trong tháng 4 sẽ liên tục tổ chức họp đối thoại tiếp về việc hoàn phí. Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc điều hành Apex Leaders thông tin thêm, Apex đang tập trung mở lại từ 30 đến 33 trung tâm trong đợt 1 trên toàn quốc. Trong đó, riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại 4 đến 5 trung tâm để giải quyết nhu cầu học tập trước mắt cho học sinh. Sau đó sẽ tiếp tục mở lại ít nhất là 9 trung tâm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Tuấn cũng đặt mục tiêu đến hết năm 2023, Apex Leaders sẽ mở lại toàn bộ các trung tâm, đưa số lượng trung tâm Apex Leaders về bằng với quy mô mà thương hiệu đã xác lập được vào năm 2018.
Có phụ huynh bày tỏ sự nghi ngờ khi hiện tại, nhiều giáo viên nước ngoài đã mất lòng tin không muốn làm việc với Apex Leaders vì bị chậm lương. Ông Tuấn khẳng định, chúng tôi sẽ tuyển được giáo viên. Không chỉ thế, theo ông Tuấn, trong đợt tái cấu trúc này, Apex Leaders tuyển giáo viên châu Âu hoặc giáo viên bản ngữ thay vì người nước ngoài, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn giảng dạy như trước đây. Trước khi trung tâm hoạt động lại vào ngày 21 tháng 3, phía Apex Leaders sẽ liên hệ với từng phụ huynh để thông báo việc học lại. Còn về việc xác nhận học phí, ông Tuấn cho biết số học viên tại Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 16.000 người, nên việc xác nhận học phí còn khó khăn. Apex vẫn đang tập trung tối đa các nguồn lực để xử lý. Đến nay đã xác nhận được hơn 1.352 hồ sơ tại cơ sở Apex Leaders Phan Xích Long. Quá trình này dự kiến cũng mất khoảng 3-4 tháng. Ông Tuấn dự kiến phải đến tháng 11-12 năm 2023 mới tính đến chuyện hoàn học phí cho phụ huynh ở Thành phố Hồ Chí Minh được. Hứa trả học phí cho phụ huynh Bình Dương vào tháng 11 năm 2023. Sau cuộc họp với phụ huynh Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 15 tháng 3, sáng 16 tháng 3, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Apex Holdings và ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành của Apex Leaders, tiếp tục tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với nhiều phụ huynh có con học ở Apex Leaders tại Bình Dương. Tại buổi đối thoại, ông Thủy xin lỗi toàn thể phụ huynh và nhận toàn bộ trách nhiệm về phía Apex Leader. Ông bày tỏ mong muốn phụ huynh tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để trung tâm tại Bình Dương và cả nước sớm mở cửa trở lại và hoàn trả phí nếu như phụ huynh không còn muốn cho con theo học tại đây. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Apex Holdings dự kiến đến tháng 11-2023, trung tâm sẽ hoàn học phí cho các phụ huynh có nhu cầu. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn, bước đầu trung tâm sẽ mở cửa trở lại, sau đó trung tâm sẽ rà soát và trả lại học phí. Cuối tháng 3 năm 2023, Apex Leaders, cơ sở Bình Dương sẽ hoạt động lại. Hiện trung tâm đang thương lượng với nơi cho thuê mặt bằng để sắp xếp mở cửa. Nếu không thể thỏa thuận với chủ mặt bằng, việc mở cửa trở lại sẽ muộn hơn dự kiến. Dù Sắc Thủy đưa ra phương án hoạt động trở lại, nhiều phụ huynh Bình Dương vẫn chỉ muốn rút học phí để cho con đi học ở trung tâm khác. Họ yêu cầu lãnh đạo Apex Leaders phải cam kết thời gian cụ thể trả lại tiền cho phụ huynh. Chị Tâm, phụ huynh có hai con theo học tại trung tâm, cho biết quá trình học bị ngắt quãng, nên con chị gặp rất nhiều khó khăn khi chuẩn bị thi chuyển cấp từ lớp 9 lên lớp 10. Trước đó, chị Tâm đã phải vay tiền ngân hàng để đóng học phí cho con, nên giờ chị muốn Apex Leaders hoàn tiền để chị trả nợ ngân hàng và có tiền đóng học phí ở trung tâm mới cho con. Liệu có cần sự vào cuộc của pháp luật? Trước sự việc xảy ra với Apex Leaders, Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị xử lý. Kết quả cuối cùng còn phải chờ cơ quan có thẩm quyền kết luận có dấu hiệu hình sự hay chỉ là tranh chấp dân sự. Để có một kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng, phải mất thời gian vài tháng, thậm chí hàng năm trời. Hàng trăm phụ huynh đứng ngồi không yên vì lỡ đặt niềm tin vào Sắc Thủy. Giờ tiền đã nộp cho Sắc Thủy chưa lấy lại được, còn con cái thì không có chỗ để học. Giấc mơ học tiếng Anh ESL Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam đứng trước nguy cơ tan tành mây khói. Như đã nói ở trên, tiền của phụ huynh nộp cho hệ thống Apex Leaders của Sắc Thủy không phải là nhỏ. Nhiều phụ huynh phải đi vay mượn bên ngoài để đóng học phí cho con, nay thì oằn lưng trả nợ cho các khoản vay. Vụ việc xảy ra từ lâu, nhưng đến nay chưa có phương án khả thi nào được đưa ra. Trong các lần họp với phụ huynh, Sắc Thủy đưa ra phương án trả dần hoặc chuyển sang ký hợp đồng vay có lãi suất như ngân hàng. Tuy nhiên, các phương án này không được phụ huynh đồng ý vì một lần bất tín, vạn lần bất tin. Hơn nữa, các phương án này thực chất là để đối phó với làn sóng phẫn nộ của phụ huynh tróc đóng tiền, chứ không thực sự khả thi. Được biết, lý do của việc chậm hoàn tiền được Sắc Thủy đưa ra là tái cấu trúc doanh nghiệp của Sắc. Nhưng theo phụ huynh học sinh, việc tái cấu trúc là việc nội bộ doanh nghiệp. Phụ huynh đóng tiền học phí là để con họ tìm kiến thức và học tiếng Anh, chứ không phải góp vốn tái cấu trúc cho doanh nghiệp của Sắc Thủy. Một phụ huynh học sinh bức xúc nói, phải sòng phẳng với phụ huynh thôi Sắc Thủy ạ. Sắc làm sai hợp đồng với phụ huynh thì phải khắc phục hậu quả ngay và nhanh để chúng tôi bớt khổ. Cũng theo các vị phụ huynh khác, qua sự cố này, dù Sắc Thủy có hô hào kêu gọi gì đi nữa, thì chắc sẽ chẳng còn ai dám gửi gắm tương lai con mình cho hệ thống Apex Leaders. Theo các chuyên gia, về phía quản lý nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền cũng cần phải quyết liệt, có biện pháp chế tài, buộc Sắc Thủy phải giải quyết dứt điểm với các vị phụ huynh đáng thương, lỡ đóng tiền cho Apex Leaders. Còn nếu mà Sắc Thủy cố tình dây dưa chiếm dụng vốn của phụ huynh, cơ quan bảo vệ pháp luật cần vào cuộc xem có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không. Nếu không làm quyết liệt thì trong tương lai, nhiều trường hợp như vậy sẽ còn xảy ra. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!